Nhà con sắp tổ chức tiệc cưới cho con hiểu về Phật pháp nhân quả nên con khuyên bố mẹ con rằng nếu làm tiệc đừng đãi mặn và đãi bia rượu, nhưng bố mẹ không nghe con. Bố mẹ con không tin nhân quả gì cả. Nếu bố mẹ con cứ cố chấp việc đãi mặn đãi bia thì con có cộng nghiệp hay quả báo gì không, dù con không muốn và cố gắng khuyên rồi. Với con cái, con là con cái không có quyền quyết định nữa. Có một chuyện quý vị có quyền quyết định nè, đó là mình quyết định không có cưới. Ít nhất là quý vị quyết định được cái chuyện đó. Còn nếu mà quý vị nói là cái chuyện mà quý vị ngay cả cái chuyện cưới hay không cưới mình cũng không quyết định được á, thì thôi coi như không nói nữa. Tới thời điểm đó thì cứ cứ lên xe bông, về còn về nhà nào thì tùy ha. Tại vì mình coi như mình không quyết được mà, ngay cả chuyện mình có cưới hay không cũng không quyết được mà. Nó có hai vấn đề. Cái thứ nhất á là cái chuyện ăn uống. Nếu như quý vị không muốn, tại sao tự nhiên sư ngưng, tại sư nhớ tới một chuyện, sư nhớ tới một chuyện, đó là gì? Thường á, trong các cái đám cưới á, cô dâu chú rể ngày hôm đó không có ăn uống gì được đâu. Cho nên không cần lo lắm. Ngày hôm đó thì thường là mình chạy tới chạy lui, thường có khi mình không có ăn uống gì được hết trơn. Cho nên cái chuyện mà khách khứa họ ăn cái gì á, thì cứ yên chí là mình hiếm khi nào mình được ăn lắm ha. Đó là chưa kể mà cô dâu thì có khi là còn dướng phải son phấn, nó cũng không dám ăn. Rồi nó tóm lại á, là ăn uống nếu mà quý vị lo quá thì cứ yên chí ha. Yên chí là ngày hôm đó là mình hầu như mình không có ăn uống gì được hết trơn. Nếu như quý vị không muốn cộng nghiệp thì quý vị có thể uyển chuyển hỏi là mình có thể chọn món hay không, và mình có thể liên hệ với nhà hàng đặt món hay không. Quý vị nên là người liên hệ với nhà hàng để mà đặt món món ăn món có thể cho. Mà thường suy nghĩ là thường á, cha mẹ khi tổ chức đám cưới thì họ chả ai mà họ chọn món đâu. Thường thì nhà hàng họ đưa món gì ra thì mình ừ món đó à. Cho nên là quý vị chỉ cần là liên hệ với bên nhà hàng á, liên hệ bên nhà hàng yêu cầu là những cái món thịt ví dụ như là thịt gà, thịt heo, thịt bò, các cái món đó thì phải là đồ đông lạnh. Yêu cầu hơi đặc biệt tí xíu ha, phải là đồ đông lạnh. Tại vì đồ đông lạnh có nghĩa là đã được chế biến rồi. Ngay cả hải sản cũng vậy, hải sản nếu như là hải sản đông lạnh á, thì mới lấy. Ví dụ như nghêu á, nó có những cái nơi mà nghêu đông lạnh rồi, họ làm xong hết đông lạnh rồi. Thì đông lạnh á, thì mới lấy. Còn không có đông lạnh á, thì không có lấy. Ha. Thì như vậy á, là mình tránh được cái chuyện là vì cái đám cưới của mình mà sát sanh hoặc là cộng nghiệp. Bởi vì khi mà mình đã có cái chủ ý như vậy đó, tức là đó những cái món ăn của mình đó, nó thuộc về những cái loại thịt thanh tịnh và không có đem lại quả báo ác xấu.
Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến trong Tạng Luật và trong cả Tương Ưng. Nếu như mà mình không tin thì tức là mình không tin lời của Thế Tôn. À, thì cái đó tùy thôi ha, có tin lời Phật dạy hay không thì đó là chuyện của mình. À, còn cái chuyện mà nhậu á, chuyện rượu bia thì cái này mới là cái khó, cái này mới là cái khó. Mà thật sự mà nói sư cũng, nếu như quý vị hỏi đó, trong trường hợp như thế này thì Đức Phật đó, nếu như Đức Phật ở đây ngài sẽ giải quyết như thế nào thì nó dễ. Còn quý vị đó, cái gì cũng muốn hết. Người ta nói đó, xây lúa thì khỏi bọc em, mà bọc em thì khỏi xây lúa. Mình cái gì cũng muốn hết trơn đó. Vừa muốn hưởng thụ mà vừa muốn không tạo nghiệp xấu thì nó kẹt quá. Sư có suy nghĩ như thế này, nếu như là Đức Thế Tôn, ngài chỉ nói thứ nhất là ngài khuyên, thứ nhất là ngài khuyên không nên tạo các nghiệp bất thiện, bởi vì nếu như đó cái việc uống rượu á mà nó đem lại cái quả báo hạnh phúc á, thì Đức Thế Tôn đã không có khuyên mình không nên uống rượu. Mà bởi vì cái việc uống rượu nó đem lại quả báo đau khổ, cho nên Đức Thế Tôn khuyên mình nên từ bỏ uống rượu. Và mình nên giữ cái giới này dù cho phải hy sinh tính mạng. Còn nói về cha mẹ của mình á, thì mình đã hết lời khuyên rồi, mình đã hết lời khuyên rồi mà cha mẹ vẫn không có nghe, thì thôi, mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Mà sư nhắc nha, sư nhắc nha, nếu như mà mình không có cái gan á mà mình nghỉ cưới á, thì tức là mình cũng có cộng nghiệp ở trong đó, nhưng mà mình do đã có khuyên nhưng mà nó không hiệu quả, thì mình chỉ đơn giản là mình đứng bên rìa. Nó giống như á, nó giống như là mình không có ở cái trung tâm của vụ nổ ha, mình không ở trung tâm vụ nổ, nhưng mà do mình còn luyến tiếc cho nên là mình không có nhảy ra khỏi phạm vi của vụ nổ, mà mình vẫn còn ngồi ở rìa, ở mé, ở bên cạnh cái trung tâm vụ nổ, cho nên mình vẫn bị lan tới. Thành ra đó, quý vị có thể không phải chịu cái nghiệp trực tiếp, nhưng mà chúng ta sẽ cộng nghiệp, sẽ cộng nghiệp. Đó là điều không có tránh khỏi. Tại vì sao? Tại vì mình không có cái gan, mình không có cái gan nghỉ cưới. Thành ra đó là cái chuyện của mình. Chứ còn mà như sư nói đó, xây lúa khỏi bọc em, bọc em khỏi xây lúa, và mình cái gì cũng muốn hết, thì xin thưa là đời nó đâu có tốt đẹp như vậy.